Xin chào các bạn. Hôm nay mình khám phá tiếp bộ kem Nitter Spray này, xem nó có gì khác lạ đặc biệt so với những bộ kem gỗ, kem đan gỗ khác không nha. Bộ này á, thiết kế là cả cây và dây á, dài 40 cm, dành cho những sản phẩm mà mình cần đan vòng ngắn như là khăn ống, thú bông hay là những cái áo cho trẻ sơ sinh, rồi mũ len hoặc là tay áo, cổ áo. Nó gồm 7 size, từ 3.5, 3.75 cho đến 6 mi, là những cái size thông dụng các bạn thường dùng. Nó gồm một cái set size marker, tức là những cái lát Thu sẽ mở cho các bạn xem, bốn cái đầu chặn và hai dây này là hai dây 23 cm, kết hợp với cái cây thì thành 40 cm. Kim này đặc biệt thứ nhất là mỗi một size họ sẽ sơn một màu. Cái màu ở bên ngoài nó rất là đẹp nha các bạn. Qua camera thì nó không có được lung linh cho lắm. Những cái màu này giống như màu kẹo ngọt vậy đó. Thì người ta, dụng ý của người ta là thứ nhất là nhìn cho mình đỡ chán. Có nhiều màu thì mình thấy nó dễ thương hơn, đỡ chán. Thứ hai là cho các bạn dễ phân biệt, các bạn dễ nhớ. Ví dụ như cái màu xanh thì mình sẽ nhớ là 3.5 mi nè, màu đỏ thì mình nhớ là 5 mi. Và cái đặc biệt thứ hai là cái size kim, cái số size kim á, người ta in nó khó bay màu, và ở đây á người ta khắc nổi lên là cái size của nước ngoài. Còn ở đây á, người ta vừa khắc cái size này lên cái ống này nó không bay, và người ta khắc ở trên đây thì nó cải thiện so với những bộ kim của hãng khác á, là nó rất là chắc chắn, nó rất là rõ, dày, khó bay màu. Và cái đặc biệt thứ ba là làm bằng gỗ phong, là một loại gỗ mà ít hút nước. Nếu mà các bạn có lỡ tay mà cho nó dính nước hay bị ướt hay đổ nước gì đó thì nó cũng không có bị biến dạng cái cây kim. Và cái chất liệu thì nó trơn, một độ trơn vừa phải, chứ không phải nó quá trơn như kim inox, giúp cho các bạn đan cái mũi đan nó dễ trượt mà nó giữ mũi đan đẹp. Nó bao gồm hai dây này ha, nhưng mà Thu đã lấy một dây, Thu đang đan sản phẩm cho lát tí nữa cho các bạn xem. Nó bao gồm hai dây như thế này và bốn cái đầu chặn, hai cái cây xiết xiết ốc. Bốn cái đầu chặn này thì nó cũng giống như những bộ kia, nếu mà bạn muốn đan thẳng thì bạn gắn một đầu chặn vào đây và gắn, ví dụ như các bạn gắn một cái dây vô cái cây này, rồi bạn gắn một cái đầu chặn ở dưới đây thì nó sẽ trở thành kim đan thẳng. Còn nếu mà các bạn đang mà cần chờ gì thì mình tháo cái hai đầu kim ra rồi mình gắn hai cái đầu này vào len thì nó vẫn còn nằm ở trong đây. Như thế này nè, mình cần đổi kim khác hay cái gì đó, mình cần đổi size khác hay cái gì đó thì mình gắn.
gắn này, hoặc là mình đang chờ cái gì đó thì mình gắn, tháo kim ra mình gắn như thế này. Rồi các bạn muốn biết thêm thì mình xem cái hướng dẫn sử dụng màn hình ở đây, cũng không cần biết tiếng Anh lắm. Rồi bộ kim này nó có một cái đặc biệt thứ tư là hồi nãy Thu có nói là nó bao gồm một set size markers, là đây à, người ta cho mình từ 3.5 mi, 3.75 mi cho tới 8, 9, 10, 12 mi luôn. Thực bộ kim này thì chỉ có đến 6 mi thôi, nhưng mà người ta cho mình cái đánh dấu tới 12 mi. Những cái này có nghĩa là như thế nào? Nó có tác dụng thứ nhất là khi mà mình tháo cái cây ra rồi á, có nhiều người người ta để lâu quá, người ta không đan thì người ta sợ quên mình đã sử dụng kim size gì rồi á, thì mình sẽ gắn cái này vào đây. Như cái mũ này Thu đang đan là size 3.5 mi thì mình gắn vô đây, mình để đó, mai mốt mình sẽ không có quên. À, những bộ kim khác thì không có. Những bộ nitro hay là brim á, đan gỗ brim á, thì sẽ không có cái size marker này, cái đánh dấu size này. Còn nó thì nó làm cái công dụng như thế. Còn theo Thu thêm một công dụng nữa là thay cho những cái cây thước đo size á, thì các bạn đo size len thì mình đưa cái này vào đây, nó có size của châu Âu, còn đây là size châu Á mình hay xài là số mi đó, mình đưa những cái kim. Hoặc là bạn sẽ có những cái cây kim mà bị bay màu đi á, hoặc là những cái kim đan Trung Quốc á, mình nó không có khắc size lên á, thì mình đưa vô đây mình biết cây kim đó size mấy, hoặc là len size mấy, thì theo Thu là thêm công dụng thứ hai như thế. Còn người ta chủ ý là người ta làm cho mình như thế này, mình đánh dấu. Các bạn lưu ý là đối với những bộ kim gỗ mà size nhỏ như là 3 mi, 3, 25 mi, 3.5 mi á, thì khi các bạn gắn vô cây kim á, các bạn lưu ý nhẹ tay một chút, tại vì các bạn mạnh tay á, khi mà mình siết cái này nè, mình dùng cái khi mà mình vặn vô rồi mình dùng ốc mình siết á, các bạn lưu ý là phải cưng nó một chút xíu, là mình cầm ngay đây mình siết á, cầm ngay đây cũng được, nhưng mà nhớ nhẹ tay, đừng có dùng sức mà lo bẻ như thế này á, là nó sẽ gãy. Và quan trọng là kim chất liệu gỗ nữa, chứ không phải kim gỗ nào cũng sẽ dễ gãy. Bây giờ Thu đang thử cho các bạn xem. Bộ kim này làm bằng gỗ phong thì nó mắc tiền hơn cái bộ nitro gỗ hoa hồng gỗ hồng. Khi mà Thu trải nghiệm mà Thu đã có những cái bộ đan kia rồi, nhưng mà Thu thích trải nghiệm, rất là thích trải nghiệm cái bộ này. Bộ đan nitro thì cũng tốt, nhưng mà khi mà mình cẩn thận những cái size nhỏ mình gắn kim vô thì mình cẩn thận thôi, còn khi mình đan thì cứ thoải mái, nó không có gãy được đâu các bạn.
trừ khi các bạn đạp lên, đè nó lên thôi, đè tay đè chân chúng nó thì nó gãy thôi chứ. Đang thoải mái, không có sợ gãy nha. Bộ kim này có size dài nữa ha các bạn. Còn bộ này thì chỉ chuyên cho 40cm thì cũng là một trong những bộ kim. Đây là bộ kim không thể thiếu của dân Đan Mốc mình, bộ ngắn. À, bộ dài, cây dài với lại size 60, 80, 100cm thì cũng có. Bộ này cũng có, cũng đủ màu như thế này. Các bạn mua hàng thì liên hệ với mình ha. Link mua hàng ở phía bên dưới video. Xin chào các bạn. Chúc các bạn tiếp tục với niềm đam mê đan móc.